Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel TV Audio ha. Thì mình là Khánh. Nếu mọi người đang tìm kiếm một bộ dàn karaoke nhỏ gọn, dễ sử dụng, dễ xài, có thể bỏ vừa bất kỳ không gian nào thì đây chính là clip dành cho mọi người. Clip này mình sẽ chia sẻ về các dòng vang số liền công suất, có thể cả liền cả micro nữa trên thị trường hiện nay và những tiện ích mà nó mang lại cho mọi người khi mọi người sử dụng. Bắt đầu thôi. Các thiết bị all-in-one như là vang số liền công suất hiện nay nó sẽ chia làm hai kiểu thiết kế. Thứ nhất là cái kiểu thiết kế vang số liền công suất như những dòng JBL Beyond 3 mình đang có ở đây. Và thứ hai nữa là những dòng vang số liền công suất tích hợp cả một bộ micro luôn như mình đang có ở đây là dòng Paramax ZA450. Thì hai dòng này nó khá tương đồng nhau về mặt hình thức. Có thể là chiều ngang nè, có thể là chiều sâu nè, độ dày thì có thể khác hơn một xíu. Với những dòng mà có micro thì nó sẽ dày hơn một tí nha mọi người. Thì những dòng này là những dòng tích hợp 3 món hoặc là 2 món. Những dòng này thay vì mọi người xài một cục đẩy rời nè, một bộ vang số rời, một bộ micro rời, thì những dòng này nó sẽ tích hợp cho mọi người luôn 3 món vang số, cục đẩy và nhiều khi cả micro luôn. Thì nó sẽ tích hợp trong cùng một thiết bị thôi. Vậy thì lợi ích gì khi mọi người xài một cái thiết bị tích hợp như thế này? Thì mình chia ra, mình có thể nói nó gồm 5 lợi ích chính. Đầu tiên mình sẽ nói về sự nhỏ gọn. Nhỏ gọn thì trước mắt mọi người nhìn đã thấy rồi. Mọi người có thể coi clip Thiên Vũ, mọi người có thể coi những hình ảnh trên clip Thiên Vũ, mọi người thấy những bộ dàn mà bao gồm cục đẩy, vang số, micro, thường một cái thớt của nó rất là cao và nó rất là nhiều thiết bị rườm rà và dây kết nối rất là nhiều. Thì với những thiết bị này thì mọi người, tất cả thiết bị nó đã được tích hợp sẵn trong đây rồi, thì mọi người không cần phải dây kết nối rườm rà nữa. Mọi người chỉ cần như những con này thì mọi người chỉ cần một cái dây loa, thêm một cặp loa nữa và dây loa cắm vào nữa là xong, là mọi người đã thành một bộ dàn karaoke rồi. Còn với những dòng này thì mọi người mua thêm một bộ micro nữa rồi cắm vào phía trước hoặc phía sau là mọi người đã trở thành một bộ karaoke. Khách hàng nào ưa nhỏ gọn á thì những dòng sản phẩm này nó định hướng đến những khách hàng như vậy. Ngoài ra với cái việc mà cái tủ ở phòng khách hoặc là ở phòng riêng mọi người với cái kiểu thiết kế như những dạng tủ bay mà nó theo trend hiện nay á, thì cái chiều sâu của những cái tủ đó đang là một vấn đề cho những bộ dàn karaoke mà xài ba thớt như là cục đẩy vang số micro. Bởi vì cái chiều sâu của cục đẩy thường theo mình thấy á, nó phải tầm 40 trở lên. Tuy nhiên những cái tủ bay hiện tại thì theo như Thiên Vũ đi lắp đặt cho khách hàng á, thì những cái tủ bay mà tủ kệ treo á, thì nó chỉ tầm từ 30 là hết cỡ rồi, 30 cùng lắm đến từ 35 là hết cỡ. Những tủ đó chỉ được 35 là hết cỡ thôi. Thì những dòng sản phẩm này sinh ra dành cho những kệ như thế. Thứ nhất là trọng lượng nó nhẹ. Trọng lượng nó nhẹ bởi vì thường là mạch sẽ là mạch class D nên nó sẽ rất là nhẹ. Thứ hai nữa là cái chiều sâu của nó rất là ngắn. Thì xíu nữa nhờ bạn quay phim ghép cái góc từ bên đây qua thì cho mọi người thấy cái chiều sâu của con này khá là, nó chỉ tầm, nó như nhau hết mọi người, nó chỉ tầm trên nhau một chút xíu thôi, nhưng mà nó chỉ tầm khoảng 30, 20 mấy đến 30 thôi. Cái hậu nó rất là ngắn nên là mọi người có thể bỏ vừa bất kỳ cái kệ tủ nào. Đương nhiên là nó đừng quá ngắn, như kệ tầm 20 thì thua nha. Thì này mình sẽ bỏ vừa những kệ treo tầm khoảng 30 đổ lại là ok. Cái tiện ích thứ hai mà mình muốn nhắc đến đây đó là dễ sử dụng. Đặc biệt là với những dòng 3 trong 1 như này cực kỳ dễ sử dụng. Mọi người biết không? Tại vì là nó đã có 3 thiết bị trong đó rồi. Khi mình đấu với cặp loa thì hầu hết cái mặt trước này, như mọi người thấy mặt trước này, nó sẽ có một cái màn hình cảm ứng. Thì mọi người muốn tăng giảm âm lượng hay là mọi người muốn tăng mid, tăng bass, tăng chép hoặc là tăng cái effect nó lên, thì mọi người hoàn toàn có thể điều chỉnh trực tiếp trên cái mặt này bằng màn hình cảm ứng. Hoặc là nếu mọi người chắc cú hơn thì mọi người có thể bật những nút này, nó chỉ có vài nút nhỏ ở đây thôi mọi người, thì rất là đơn giản, rất là dễ sử dụng cho mọi người. Ngoài ra vì cái này là dòng vang số liền công suất, không phải là vang cơ liền công suất nha mọi người, nên tất cả các phần điều chỉnh của nó đều được chỉnh trên máy tính hết rồi. Mọi người đã được chỉnh sẵn, sau khi lắp đặt thì kỹ thuật viên đã căn chỉnh sẵn hết rồi, mọi người chỉ cần mua về và xài thôi. Còn những cái dòng mà vang cơ liền công suất á, nó sẽ có, cũng có rất là nhiều nút trên này, và những cái nút nó sẽ vặn bằng cái vít đấy mọi người, thì nó cũng khá là phức tạp, cũng khá là rắc rối cho mọi người khi mọi người đang xài. Nên là mình nói là dòng vang số liền công suất thì nó sẽ đơn giản, dễ xài hơn cho mọi người. Thứ ba nữa là những dòng như này rất là dễ setup.
Lý do tại sao mình nói là dễ setup bởi vì thật ra những dòng 3 trong 1 như thế này, bục đẩy, vang số, micro của nó là cố định rồi, thì mọi người có hoàn toàn có thể mua những sản phẩm này từ xa và nhờ kỹ thuật viên chỉnh. Chỉ cần chụp cho mọi người, cho Thiên Vũ thấy là mọi người đang sử dụng cặp loa như thế nào thì kỹ thuật viên bên Thiên Vũ đều có thể setup được theo tính chất âm thanh của cái loa đó hết. Bởi vì sao ạ? Vì mọi người có thể tưởng tượng như thế này nè. Cục đẩy, vang số, micro, nếu mọi người chọn 3 cục rời thì mỗi cái cục đẩy, vang số, micro á, nó đều có tính chất âm thanh khác nhau. Ví dụ như khách hàng muốn nâng cấp vang số nhưng mà đang đẩy này, cục đẩy crown nó sẽ khác với cục đẩy của Waffadel đã, hoặc là cục đẩy của SE, tiếng nó sẽ khác cục đẩy của LD System. Và vang số cũng vậy, vang số JBL K80 nó sẽ khác với dòng vang số VS8 và cũng khác hoàn toàn với vang số mà Paramax D30 bên mình hay xài. Kể cả những dòng như giờ xe sao này kia đó thì micro nó còn khác nhau nhiều dữ nữa, nên với bộ dàn mà sử dụng 3 khớt khác nhau thì phần căn chỉnh nó sẽ rắc rối hơn, đặc biệt là sau khi mọi người nâng cấp. Còn với những thiết bị như thế này thì 3 thiết bị trong 1, tính chất âm thanh không thay đổi, chỉ có khác nhau duy nhất là loa, nên hầu hết setup đều được setup rất là nhanh gọn, mua từ xa được luôn. Kể cả những khách hàng nào ở xa như là ở ngoài Bắc, bên mình bán ra những dòng này rất là nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì setup rất là dễ, setup một cái là gửi ra là xài được luôn, không cần phải cân chỉnh gì thêm lại. Bởi vì là khách hàng chỉ cần chụp lại cái loa mà mọi người đang sử dụng là bên Thiên Vũ đã setup được rồi. Thứ tư sẽ là nhiều cổng kết nối. Đây mình đang quay phía sau lưng của dòng Parabac 3.1 nè, rồi dòng JBL Beyond 3 nè. Đó mọi người thấy nè, hai con này thiết kế nó tương cũng tương tầm như nhau, thì mình sẽ lấy con này làm ví dụ ha. Thì thứ nhất, những con này nó sẽ có HDMI in, thậm chí in 1, in 2, in 3 luôn mọi người, thậm chí có cả HDMI ARC out luôn. Có thể mình có thể cắm trực tiếp lên TV, mình xuất xuống, mình gọi là không cần qua cổng optical, mình chơi luôn cũng được luôn. Đó thì rất là tính năng rất là tốt nhé. Mọi người không thể tìm kiếm những tính năng như thế này trên những dòng vang số cơ bản hiện nay. Ok chưa? Nhưng mà nó vẫn có optical nha. Nó vẫn có đầy các cổng như DVD, VOD nè, REC nè và đường out sub. Đó đầy đủ ha. Rồi, micro cắm vào là xong. Ok, micro để micro thêm á mọi người. Còn với những con 3 trong 1 thì nó sẽ có thêm cả hai cái anten này nữa, một cái anten của Bluetooth và một anten của micro. À, còn nói về Bluetooth nữa, những dòng 3 trong 1, 2 trong 1 này đều có tích hợp Bluetooth mà các vang số thị trường hiện nay đang thiếu, đặc biệt là những vang hãng như vang JBL thì nó sẽ không có Bluetooth cho mọi người. Đó, qua con Beyond 3 này tương tự nè. Đó, nó cũng có HDMI in nè, in 1, in 2 nè, cũng có ARC nè, cũng có optical nè. À, đương nhiên nó không có micro nên nó sẽ không mang tên. Và con này cũng có luôn cả Bluetooth cho mọi người sử dụng. Phía mặt trước nó còn có cắm cả USB nữa cho mọi người. Bởi vì là những mọi người mua như thế này về, mọi người không cần thiết mọi người phải karaoke, không phải lúc nào mọi người cũng karaoke, mà mọi người nhiều khi mọi người muốn nghe nhạc, mọi người muốn mở một cái tin tức thời sự gì kia, mọi người không có hát, nhưng mà mọi người vẫn muốn sử dụng cái dàn âm thanh cho nó, âm thanh nghe nó dày dặn ấm áp hơn, thì cái này nó vẫn đầy đủ cổng kết nối cho mọi người sử dụng, kết nối từ điện thoại cho đến iPad cho đến TV, mọi người kết nối bất kỳ cái hình thức nào vô cái sản phẩm này đều được hết. Và cuối cùng nhưng cũng không kém quan trọng, đó là phần giá thành. Một cái thiết bị 3 trong 1 vang số liền công suất và liền micro như thế này, nó chỉ có giá như con này đi ha, mình ví dụ con này nó chỉ giá tầm khoảng 13 triệu. Thì với 13 triệu mọi người có một cục đẩy công suất 500W một kênh ha, vang số xài ok ngon lành và chất lượng micro rất là tốt, thì giá thành chính là một cái ưu điểm. Thứ nhất là đỡ tốn vỏ này, nó đỡ tốn vỏ từng làm thiết bị này, và đỡ tốn thùng nữa, nên là giá thành sản xuất những cái sản phẩm như thế này nó chắc chắn nó sẽ rẻ hơn khi mọi người xài một cái cục đẩy rời và vang số rời cùng chất lượng nha, cùng chất lượng đó. Qua con này cũng vậy, con này cục đẩy nè, một cục đẩy gần 400W một kênh cho hai kênh và một cái vang số chất lượng như chất lượng của dòng vang JBL 1K80 như mình đã review đợt trước rồi á. Còn ngoài ra còn các tính năng thêm nữa mà giá chỉ tầm khoảng 21 triệu một cái với một sản phẩm như thế này, thì nó quá tiện lợi và nó giá thành nó quá tốt để mọi người dễ có thể tiếp cận được. Hy vọng qua những chia sẻ vừa rồi của mình thì mọi người có thêm nhiều các dữ liệu, những kiến thức để mọi người có thể chọn cho mình những bộ máy, bộ dàn karaoke nó hợp lý nhất cho không gian nhà mình và hợp lý cho cái mức đầu tư của mình. Nếu mọi người thấy clip này hay, mọi người có thể cho mình một like, một share, một subscribe để mình có nhiều động lực hơn để làm tiếp theo. Mình là Khánh, hẹn gặp mọi người. Bye bye.